Á hậu Phương Thảo bên vực Eo Ly Trần bóc mẻ chiêu trò đàn ông Tây sang Việt Nam cưới vợ. Giữa ồn ào Eo Ly Trần bị chồng Tây cắm sừng, Á hậu Phương Thảo cho rằng đây là hành động xem thường phụ nữ luật hôn nhân gia đình Việt Nam. Dù quyền lực và giàu có cỡ nào thì trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc con cái bắt buộc phải thực hiện đầy đủ. Ngày 8 tháng 11, Eo Ly Trần gây bất ngờ khi bóc trần cuộc hôn nhân 10 năm với chồng Tây. Tưởng chừng sẽ là bức tranh màu hồng, đáng tiếc, đằng sau đó là những nước mắt tủi nhục của người trong cuộc. Diễn viên phim Khát Vọng Thượng Lưu cho biết, ông xã cô đã qua lại với cấp dưới thời gian khá dài. Hai người không chỉ công khai hẹn hò mà còn có những yêu cầu quá đáng. Có thể im lặng suốt nhiều năm để bảo vệ tổ ấm nhỏ. Thế nhưng việc chồng yêu cầu Eo Ly Trần đưa hai con sang sống chung nhà, ngủ chung giường với Tiểu Tam là điều không thể chấp nhận. Nữ diễn viên bức xúc, chồng hợp pháp của tôi ép buộc tôi phải cho Kady và Alfie gặp và ngủ qua đêm cùng với nhân tình của anh ta. Nếu không, anh ta sẽ không đóng tiền học cho hai đứa. Cái chuyện vô nhân tính như vậy mà họ cũng dám làm. Ba mẹ con mình phải làm sao đây các mẹ? Hiện tại, Eo Ly Trần đã mất quyền kiểm soát hai fanpage chính chủ, đồng thời tiết lộ chồng Tây rất mạnh về tài chính. Người này sẵn sàng vùi dập tất cả để đổi trắng thay đen. Trên sóng livestream, cựu hot girl kêu gọi sự giúp đỡ bảo vệ cho ba mẹ con. Vốn dĩ đây là câu chuyện riêng tư lại khá nhạy cảm trong showbiz Việt. Tuy nhiên, người đẹp Phương Thảo, Á hậu thể thao Việt Nam vẫn chọn cách lên tiếng bảo vệ Eo Ly Trần. Được biết, Phương Thảo tốt nghiệp thạc sĩ Luxury Brands Management tại Regent's University London, Anh. Vì vậy, cô phần nào hiểu được văn hóa và phong cách sống của đàn ông phương Tây. Quay trở lại drama ly hôn của Eo Ly Trần, Phương Thảo nhấn mạnh, để đánh sập được fanbase 1 triệu follow có tích xanh không phải là điều dễ dàng. Chắc chắn bên kia đã chi hầu bao thuê đơn vị thứ ba thực hiện. Á hậu thể thao nói, ở cương vị là một người phụ nữ Việt, cô không thể chấp nhận việc chồng Tây ngoại tình rồi đàn áp phụ nữ như vậy. Ở Mỹ, đất nước mà anh ta được sinh ra, khi mà xử vụ này chắc chắn anh ta là người thua và phải mất nhiều tiền cho Eo Ly. Tại vì anh ta đã ngoại tình chứ đừng nói là đi hăm dọa người khác. Tây mà đến Việt Nam thì phải tôn trọng phụ nữ Việt chứ không phải là chà đạp. Khi mình đã ở nước ngoài nhiều năm, mình chứng kiến pháp luật và xã hội nước ngoài rất bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Mình ý thức mình là người nổi tiếng nên muốn lên tiếng đòi lại công bằng cho người phụ nữ yếu thế. Phương Thảo nói, trước những ý kiến khuyên Eo Ly Trần nên từ bỏ, không cần phụ thuộc từ người đàn ông kia, Á hậu Phương Thảo cho rằng đấy là người thiếu hiểu biết luật pháp. Vấn đề ở đây không phải là người phụ nữ có tự lập hay không, mà trách nhiệm và nghĩa vụ của người cha, phải nuôi con cái đến 18 tuổi. Phụ nữ bạn phải có hiểu biết, bớt hy sinh đi, hãy biết đòi hỏi trong tình yêu và hôn nhân, vì bạn xứng đáng được điều đó. Phương Thảo nêu quan điểm. Từ câu chuyện của hot girl Eo Ly Trần, Phương Thảo cũng bóc trần mắt giả của đàn ông Tây khi tán tỉnh phụ nữ Việt. Người đẹp nói, những cô gái nên tỉnh táo để tránh bị lợi dụng. Phụ nữ cần biết rằng, khi đàn ông Tây hẹn hò sẽ chủ động tất cả chứ không phải vạch ranh giới độc lập, nghĩa là chia tiền rõ ràng sau buổi gặp mặt. Quan trọng khi tiến đến hôn nhân, cần phải làm rõ tình trạng độc thân để tránh xảy ra trường hợp ngoài ý muốn. Có hai chiêu trò mà các anh Tây đến Việt Nam dùng với phụ nữ Việt. Thứ nhất là làm cho các bạn tin rằng, ở Tây phụ nữ rất độc lập trong hẹn hò. Những anh Tây thường dùng cách này để có phụ nữ dễ dàng hơn mà không cần phải mất công, mất sức, mất tiền. Bạn phải tỉnh táo và phân biệt rõ ràng, giữa độc lập của người phụ nữ là bạn có công việc riêng, có thể tự kiếm tiền. Nhưng khi đến buổi hẹn hò, thì chàng trai đó phải làm mọi thứ để có được bạn. Tin mình đi, những chàng trai ở nước ngoài có thể lái xe 1-2 tiếng để đưa bạn đi chơi, đi ăn nhà hàng. Tất cả chi phí đều do anh ta chi trả mà không biết tán tỉnh bạn thành công hay không. Nên đừng sa vào bẫy dễ dãi và tự hạ thấp bản thân mình, rồi bạn sẽ bị lợi dụng mà thôi. Điều thứ hai cần cẩn thận kiểm tra xem anh chàng đó đã có vợ khác hay chưa, kẻo không sẽ phí hoài thanh xuân.